nửa khuya sắp tàn, mà sao tình mình thêm chưa tràn. Xiết tay nhau mến chào lần cuối, viết cho nhau những dòng lưu niệm của những ngày trong phương trường mình sống yêu thương qua chín tháng phong sương. Tuổi thư sinh đã qua mất rồi, giờ chỉ còn lại anh với tôi. Gắng trên vai chiếc lon chuẩn uy, sáng mai đây giá biệt kinh kỳ. Giây phút này hai đứa mình còn có đêm này để thương nhớ chàng này. Đôi ta là chiến sĩ xa nhà, mang theo kỷ niệm làm qua mãi sau. Mình còn gì cho nhau nữa không bạn đời ơi? Đêm vui đã khuya rồi, ta tạm biệt nhau thôi. Dù hai ta có xa cũng gần, nên mỗi lần mình nhắc đến nhau, nhớ biên thư gửi chào nhiều nhé, kể nhau nghe những chuyện vui buồn ở chiến trường. Khi nên tình mình đã yêu thương người em gái hậu phương. Nên tình mình đã yêu thương người em gái hậu phương. Ở chiến trường chuyện nên tình mình đã yêu thương người em gái hậu phương.